Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TRD. Tin vui cho mọi người đây. Thưa các bạn, ngày hôm nay sẽ mang đến một mẫu máy giảm giá lên đến 10 triệu đồng. Mình đang kết hợp với nhà phân phối của ASUS. Cụ thể trên bàn của mình đây, đọc cấu hình chắc các bạn choáng luôn. Cái mẫu máy này nó là ASUS TUF FX504GM. Ở thời điểm ra mắt đó là năm 2018, bán ra 2019. Thì lần đầu tiên giá bán của nó lên đến 30 mấy triệu đồng các bạn ạ. Và sau đó hiện nay thì tất cả các hệ thống người đang bán khoảng 29 triệu, 30 triệu gì đấy. Các bạn cứ check thoải mái trên Google, các trang nổi tiếng ở Việt Nam, nó đều bán ở mức giá như vậy. Và ngày hôm nay phải nói là một tin cực kỳ sốc, đó là mình kết hợp với nhà phân phối để giảm giá 107 máy. Cũng nói luôn các bạn, đây là ClearCore. Hàng ClearCore bán thì chắc chắn nó phải lỗ rồi. ClearCore 107 máy được trang bị cấu hình như này, thì anh em xem nhá. i7-8750H, đấy, 6 lõi 12 luồng, cộng với gì? RAM 8GB. SD 256GB và ổ cứng lưu trữ 1TB. Đặc biệt đó là cảm hình GTX 1060 dung lượng 6GB các bạn ạ. Và kết hợp với màn hình Full HD IPS 120Hz. Đó. Vỏ máy hợp kim nhôm, ok chưa? Giá bán cho các bạn ở mức giá như nào nhỉ? 19.990. Giảm giá cho anh em đúng 10 triệu. Nhưng nói luôn số lượng là 107 máy toàn kho Việt Nam. Sẽ có hai cửa hàng tại Hà Nội được phân phối, đó là cửa hàng mình và một cửa hàng của anh mình nữa. Nhưng mà mình sẽ bán ra cho các bạn 107 máy bởi anh Bình không làm. Và thôi, bây giờ em làm đi để chuẩn giá ôm tất cho các bạn bán với giá rẻ. Và sẽ được bảo hành chế độ chính hãng 2 năm. 2 năm chính hãng nhá. Và máy toàn bộ bán ra là full VAT 19.900. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khui hộp, sau đó test game, test đồ họa xem có ngon hay không. Mời các bạn vào xem ngay bây giờ nhá. Các bạn ơi, các bạn sẽ thấy những cái game nổi tiếng này, ASUS TUF Gaming, kể cái hộp của nó làm cũng rất là đẹp đúng không? Đây. Các bạn sẽ thấy date của nó là ngày 9 tháng 5 2020 này. Đây là tem của nhà phân phối DigiWorld. Cấu hình của nó đây các bạn ơi. FX504. Đây các bạn sẽ thấy này, i7-8750H này. Ổ cứng là 1TB cộng 256 PCIe, có nghĩa là ổ tốc độ cao đấy các bạn ạ. Đây. Đầy đủ luôn, không thiếu cái gì. Đây là tem phân phối của DigiWorld này. Đét của nó đây. Một 107 máy tính ra là khoảng hơn 2 tỷ đồng các bạn ạ. Hơn 2 tỷ. Đây. Vỏ máy hợp kim nhôm. Á chà, con logo này phát sáng đấy các bạn ạ. Đẹp không? Một sách hướng dẫn sử dụng của ASUS này. Sạc của máy này các bạn này, DigiWorld này. Con này sạc của nó là 7,7A các bạn ạ. 19,5V 7,7A. Ở bên này là cáp nguồn nhá. Vâng, thưa các bạn sẽ thấy một cái thiết kế phải nói là đậm chất gaming của phiên bản ASUS của chúng ta. Đây là phiên bản cao cấp nhất tại thời điểm mà đó là 2018 và 2019. Và sau hơn một năm ra mắt thì ASUS đã bán ở mức giá chúng ta rất hơi 19.900. Trọng lượng tổng thể của phiên bản này đó là 2,3kg. Mặt lưng trên của nó bằng hợp kim nhôm này. Các bạn sẽ thấy những cái điểm nhấn của nó gần nét đây. Đó. Và logo này, logo phát sáng tí thì mình sẽ bật máy lên. Các bạn sẽ thấy này. Ở đây thì chúng ta sẽ có đèn tín hiệu của máy bay này, ổ cứng này, pin này, máy đang chạy này, đằng sau của máy này, những cái hốc tản nhiệt cực kỳ thể thao. Và LED thiết kế tối giản ở bên sườn, sườn trái lại không bố trí bất kỳ cổng gì, chỉ có lỗ khóa của máy thôi. Đây là cái hốc loa này. Đằng trước cũng như vậy các bạn ạ. Đây, mở máy thì chỉ như này, các bạn sẽ mở được rồi. Và toàn bộ các cổng được bố trí ở bên trái hết các bạn nhé. Đây là cổng sạc, cổng LAN, cổng HDMI và 3 cổng USB. Phone mic được tích hợp giao tiếp đó là 3,5. Chiếc máy này thì thiếu đi cổng đó là USB Type-C. Không có các bạn ạ. Đây cũng là điểm trừ của chiếc máy này. Ở bên dưới của máy đây. Các bạn sẽ thấy này. Những cái hốc này sẽ hút không khí vào và tản khí nóng ra đằng sau. Đây là tem Windows bản quyền. Đây còn tem chất lượng của sản phẩm của nhà phân phối này.
tem niêm phong. Đây là bốn cái lúm cao su, chúng ta để mặt trên mặt phẳng mà sẽ không bị cập kênh các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ mở nội tạng bên trong của chiếc máy này sẽ cho phép được nâng cấp được những gì. Mời các bạn đón xem ngay sau đây. Mở chiếc máy này ra này không quá khó đâu các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy là ở đây nó vẫn làm một cái mút để chúng ta tản nhiệt này. Khá chắc chắn luôn. Và pin của máy các bạn sẽ thấy là rất là lớn này. Đây, dung lượng pin của nó là 48W. Pin này thì so với những dung lượng bây giờ thì không ăn thua. Bây giờ thường nó là 74 các bạn ạ. Đây là ổ cứng SD này. Ái chà chà, con này xịn sò ghê, của Samsung luôn anh em ạ. Con này là ổ cứng 1TB này. Hai cái loa của nó này. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có hai quạt tản nhiệt này, nằm mát độc lập luôn, và các tản đồng các bạn sẽ thấy là rất là lớn luôn này. Đây là con Cebu 8750H, còn đây là cả hình GTX 1060. Các bạn sẽ nhìn thấy các phần tản nhiệt của nó rất là ghê gớm này. Đây là RAM này các bạn này. Hai slot cắm RAM như này thì chúng ta sẽ nâng cấp tối đa đó là 32GB RAM này. Đây là con chipset này. Đây là Wi-Fi AC này. Chiếc máy này của chúng ta sẽ cho phép nâng cấp duy nhất đó là chỉ RAM và ổ cứng đây thôi. Ngoài ra thì các linh kiện khác là chúng ta onboard trên main chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp. Đây là pin set mode các bạn nhé, đây này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ nắp vào để test luôn chiếc máy này cho các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn này, mặt trước của chiếc máy này chúng ta sẽ có một cái viền màn hình tương đối dày, rất chắc chắn đúng không? Nhưng mà so với thiết kế bây giờ thì viền màn hình nó đã mỏng hơn rất là nhiều rồi. Thì đây vẫn là cái công nghệ thiết kế viền màn hình cũ của những năm 2018. Các bạn sẽ thấy ở bên trên nó sẽ có camera, sẽ hỗ trợ các bạn gọi điện này, quay phim này, họp trực tuyến này, học online, quay cam này cực kỳ LED 720p. Chúng ta sẽ có cả mic và cảm biến cam xung quanh. Đó, mic để thu tiếng chúng ta luôn. Màn hình của máy là Full HD IPS, tần số quét lên đến 120Hz các bạn nhé. Mặt trước của nó này, các bạn sẽ nhìn thấy này. Bàn phím được thiết kế với 20 triệu lần nhấn các bạn ạ. 20 triệu lần, nhưng các bạn bấm thoải mái luôn. Hành trình bàn phím cao và lổi như này. À, nhìn nó rất là rõ ràng đúng không? Kể cả phím điều hướng nó làm cũng khoảng cách như này, bấm sẽ không bị nhầm. Các bạn sẽ thấy những điểm nhấn ở bên trên này. Những nét thiết kế của nó này. Đậm chất của gaming. Và theo cái ngôn ngữ thiết kế hiện đại, chúng ta sẽ có một phím bật nguồn đây ạ. Nét phím màu đỏ các bạn nhé. 4 phím điều hướng bao gồm A, S, D, W. Các bạn sẽ thấy nó làm một cái điểm nhấn đỏ lên để chúng ta bấm di chuyển khi chúng ta chơi trong game. Và kể cả con chuột của nó ở đây, các bạn sẽ thấy 4 góc của nó thì đều có điểm nhấn này. Trái, phải, à, bấm này, đồ lẩy rất tốt này. Và những cái công nghệ nổi tiếng của nó thì ở đây nó ghi hết sẵn rồi. À, các bạn sẽ thấy là hai quạt là mát độc lập này. Màn hình 120Hz và đặc biệt là màn hình của nó lên đến 94% LTSC. Có nghĩa là chuẩn xác là màu sắc của màn hình đấy các bạn. Với công nghệ giả lập âm thanh DTS 7.1 chắc chắn là rất là hay. Wi-Fi kép này, bắt sóng sẽ khỏe hơn. 20 triệu lần nhấn là quảng cáo của bàn phím đấy các bạn ạ. Điểm nhấn bàn phím này. Các bạn sẽ thấy là tổng đài chăm sóc khách hàng của Asus. Chính sách bảo hành của chiếc máy này là 2 năm. Bảo hành siêu tốc 8 giờ. Ở đây các bạn sẽ thấy là mình đang test ổ cứng này. Với tốc độ của SDLVME đọc được khoảng 2.6. Bây giờ mình sẽ vào trong bên trong nhé. Tốc độ ghi của nó lên đến 1.2, cũng rất là nhanh đấy các bạn ạ. So với ổ cứng cơ truyền thống thì nó nhanh hơn rất nhiều lần. Đây, các bạn sẽ thấy hai ổ cứng là một ổ cứng Samsung LVME này. Bên dưới là ổ cứng 1000G này. Máy có Bluetooth, webcam đầy đủ này. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Bluetooth sẽ hỗ trợ các bạn kết nối các tín hiệu không dây ra bên ngoài với tốc độ cao. Máy sử dụng 2GB, bao gồm là các bạn sẽ thấy này, NVIDIA GTX 1060. Và bên trên là UHD Graphics 630. Đây là card on các bạn ạ. Đây các bạn sẽ thấy Wi-Fi sử dụng này, AC 95, các bạn sẽ thấy Intel AC này, 9560. Cái này là Wi-Fi kép cực kỳ nhanh nha các bạn nhé. Sẽ hỗ trợ các bạn mà khi chơi game hay tải các ứng dụng về Internet mà không bị nghẽn. CPU của nó này, 6 lõi 12 luồng. Các bạn sẽ rất là khỏe, 8750H này. Đây, các bạn sẽ thấy là tốc độ ghi của ổ cứng rất khủng so với những ổ cứng cơ truyền thống hiện nay đúng không? Rất ngon lành. Bạn này với việc render của chúng ta thì sẽ có 6 lõi 12 luồng. Nó sẽ khỏe hơn các thế hệ CPU chip cũ rất là nhiều. Các bạn sẽ thấy là một bức ảnh render 3D ở đây, nó load rất là nhanh. Đây các bạn sẽ thấy là 6 lõi 12 luồng. Vâng, thưa các bạn này, máy của chúng ta đạt được điểm số đó là 1128 CB. Đây cũng là điểm số phổ biến trên các dòng chip đó là i7-8750H. Nó sẽ hỗ trợ các bạn làm đồ họa render 3D cũng như render video 4K và thậm chí là xử lý về đồ họa mọi thứ đều tốt hơn rất là nhiều.
Đồ họa đây mình nói là đồ họa gaming đấy các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy là nhiệt độ của GPU sẽ ở ngưỡng khoảng 62 độ và nhiệt độ của CPU rất là mát khoảng 60 độ. Mức FPS chúng ta nhận được là trên 60. Vâng, thưa các bạn đều biết đó là với sức mạnh của GTX 1060 thì nó mạnh hơn rất nhiều so với GTX 1650 hay thậm chí là GTX 1650 Ti bây giờ. Vâng, thưa các bạn, là điểm số FPS của GTX 1060 nó đạt là 67,71 FPS để chúng ta có thể làm đồ họa mô phỏng cũng như các bạn có thể chơi game và làm những phần mềm đồ họa phức tạp hơn. Bây giờ thì mình sẽ thử test bằng phần mềm Adobe Premiere, là một phần mềm chuyên để dựng video 4K, dựng phim. Nói chung là rất nhiều bạn dùng hiện nay. Các bạn ơi, ở đây thì mình đang chọn một đoạn video hơn 1 phút và mình thêm rất là nhiều hiệu ứng ở đây để chạy ở mức 4K xem máy của chúng ta render ra sao nhé. 1, 2, 3. Với sức mạnh của i7-8750H thì không phải nghĩ rồi, dựng 4K thì mình nghĩ là hoàn toàn thoải mái. Các bạn sẽ thấy sự hiệu năng của CPU và mọi thứ bắt đầu hoạt động, bắt đầu chạy này. Đây, các bạn sẽ thấy CPU bắt đầu nó đẩy lên nhé. Chúng ta sẽ kéo xuống để nhìn cả màn hình nó hoạt động này. Đấy, cả bên dưới kìa. Nó sẽ tham gia cả cảm hình on và cảm hình rời tham gia xử lý. CPU xử lý ít hơn và mình ở đây thì mình đang chọn cảm hình rời xử lý. Mình nghĩ là mất khoảng 2 phút để kéo xong đoạn video 4K này. Rất nhiều hiệu ứng kỹ xảo. Ngày xưa mình còn nhớ là khi mình mới dựng YouTube cách đây khoảng 5 năm, mình dựng trên con M4600. Ngày xưa cứ một đoạn video khoảng tầm 2 phút, tương đương khoảng 4 tiếng mới xong. Bây giờ dựng trên những chiếc máy đời mới thì chúng ta sẽ rút ngắn xuống khoảng 45 đến 50 phút. Và đây là những đoạn video của mình thì mình thông thường là khoảng 20 đến 25 phút mình hay làm review cho mọi người. Các bạn sẽ thấy ở đây là khoảng 1 phút 43 giây rồi, thì mình nghĩ là 85% thì nó mất khoảng 2 phút. Mất 2 phút 9 giây để render đoạn video 4K, các bạn sẽ thấy là rất là nhiều kỹ xảo mình thêm vào này. Các bạn thoải mái có thể sáng tạo nội dung YouTube cũng như các đoạn video các bạn có thể sản xuất hàng ngày trên chiếc máy tính này các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn thì mình đang test Fullmax 3D đây các bạn ơi, để xem khả năng tản nhiệt của chiếc máy nó ra sao. Bên trong máy được giới thiệu là với công nghệ làm mát độc lập 2 quạt ở đây, các bạn có thể nhìn thấy ngay trên máy này. Và có công nghệ làm sạch ống không khí theo ASUS giới thiệu. Thì các bạn sẽ thấy đây là nó sẽ hoạt động mạnh nhất đây. Chúng ta sẽ bật chế độ Turbo Boost đây nhé. À, nó sẽ có rất nhiều chế độ này. Đó. Mức FPS chúng ta nhận được khoảng 61 và nhiệt độ như này thì hơi cao một chút các bạn ạ. 75 độ C. Vì dù gì đây cũng là GTX 1060. Và nhiệt độ của CPU ở ngưỡng là 71 độ. Thì các bạn sẽ thấy biểu đồ đây nó đã dừng rồi. Thì nhiệt độ chơi game như này hoặc làm đồ họa nặng hoàn toàn cho phép các bạn nhé. Vâng, các bạn thì đây là một cái màn hình phải nói là xuất sắc các bạn ạ. Với tỷ lệ bao phủ màu lên đến 130% RGB, tương đương khoảng 94% LTSC. Đấy, xuất sắc luôn. Các bạn sẽ nghe thấy là với công nghệ giả lập âm thanh 7.1 trên chiếc ASUS này nên âm bát của nó mọi thứ đều khá ổn. Ngoài ra ASUS còn giới thiệu một công nghệ màn hình có nghĩa là tự hiển thị gam màu theo cái chương trình mà chúng ta tạo ra. Nếu các bạn xem phim hiển thị màu sắc sặc sỡ với chế độ gam màu view chẳng hạn, chế độ EIE sẽ bảo vệ và lọc ánh sáng xanh. Tóm lại là nó sẽ có công nghệ lọc ánh sáng xanh trên màn hình để chúng ta nhìn lâu mà không bị mỏi mắt các bạn ạ. Và trên màn hình thì có một lớp chống lóa đặc biệt để chúng ta nhìn lâu hoàn toàn ok, không sợ mỏi mắt các bạn nhé.
Đây, góc nhìn của màn hình là 178 độ. Tần số quét của màn hình là 120Hz sẽ giúp các game thủ cũng như các bạn các yếu tố chuyển động trên màn hình nó chính xác hơn. Chúng ta chơi game thì chúng ta bắn súng hoặc là những cái gì nó loát qua màn hình chuyển động càng nhanh, tần số quét thì nó càng mượt mà các bạn nhé. Màn hình thì sẽ cho ở thang điểm 9 và âm thanh cũng cho ở thang điểm 9. Nói chung là khá ổn để chúng ta dùng để thiết kế đồ họa cũng như chơi game với gam màu chính xác trên màn hình. Vâng, thưa các bạn, tớ đang test tựa game khá là hot. Đó là một tựa game 3D. Đồ họa rất ngon lành luôn. Nhìn người như thật, đó là Zit Cả 4 đấy các bạn ạ. Game này đòi hỏi cấu hình máy tính chúng ta khá mạnh mới chơi được. Đối với máy yếu là không đủ cấu hình để chơi. Thưa các bạn, là ở khu hình cao nhất thì nó sẽ ở mức khoảng trên 60. Vừa đây thì mình chơi đến trận thứ 2 và đến phần này thì các bạn sẽ thấy là mức FPS nó khoảng trên 50. 50 đến khoảng trên 60. Và nhiệt độ ổn định khi chúng ta chơi game thì nó sẽ ở mức khoảng trên 70 độ C khi chúng ta chơi game. Một nhiệt độ hoàn toàn mát mẻ để anh em có thể cài những tựa game nặng vào để trải nghiệm anh em nhé. Thưa các bạn có thấy cái logo đằng sau sáng chưa ạ? Những dòng máy sang trọng thì thông thường sẽ kèm theo một cái logo sáng. Có lẽ ánh sáng đây thì hơi nhiều, nhưng buổi tối thì cái logo này sáng rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn có thấy là khi mình test từ đồ họa 3D, sau đó thì khi chơi game, sau đó lên dựng 4K thì chiếc máy chúng ta vượt qua hoàn toàn xuất sắc. Với nhiệt độ làm mát khi chúng ta chơi game nặng, các bạn sẽ thấy là Zit Cả 4 đúng không? Nặng như vậy mà nó chỉ ở ngưỡng là trên 70 độ C thôi. Các phần mềm sử dụng đồ họa khác cũng chỉ ở ngưỡng tầm 70 độ C hoặc hơn 70 độ C một chút. Trong khi đó thì mình test chiếc máy này lên đến khoảng 3-4 tiếng từ sáng giờ. Mình test đủ các loại phần mềm. Ở đây thì các bạn sẽ thấy các cơ chế của bàn phím với 20 triệu lần bấm thì quá là ok ngon lành rồi. Ổ cứng SD NVMe với tốc độ đọc lên đến hơn 2GB, tốc độ ghi cũng 1GB, rất ngon rồi của Samsung luôn. Trong khi đó là có một ổ cứng 1TB để chúng ta lưu trữ, đúng không ạ? Màn hình lên đến bao nhiêu? 130% sRGB, tương đương 94% NTSC. Thì đây là một chiếc màn hình phải nói là xuất sắc luôn anh em ạ. Độ sáng của màn hình thì nó chỉ đạt xấp xỉ khoảng 270 thôi, 270 nits. Thì mình thấy nó cũng không được sáng được lắm. Nhưng nếu mà so với những cái phân khúc phổ thông thì đây vẫn là một cái màn hình đẹp. Chưa kể đó là cộng với âm thanh của máy được tích hợp đó là 7.1 để chúng ta nghe là tốt hơn. Nhưng thực tế khi mình trải nghiệm thì nó không quá to, nhưng đủ để chúng ta có thể trải nghiệm trong phòng khoảng hơn 20 mét. Đấy. Con này thì duy nhất là mình không thích lắm là nó thiếu đi cổng USB Type-C. Một chiếc máy cao cấp mà lại thiếu đi cổng này thì hơi buồn một tí. Còn mọi thứ thì có lẽ là hoàn hảo. Ở đây thì có một nhược điểm nữa đó, cái màn hình thì nếu mà các bạn thích cái xu hướng màn hình mỏng thì cái màn hình này nó hơi dày thôi. Còn đâu thì khi mình gập lên gập xuống thì cũng khá chắc chắn, nhưng cũng nhắc với các bạn đó là cái phần này trên các dòng TOS nó làm hơi mỏng một chút. Nên khi các bạn mở máy thì cứ mở từ từ cho mình. Cái chỗ này cũng là nhược điểm này. Nhưng mà nếu mà mở từ từ thì mình nghĩ là trong cái trường hợp băng bản lề là không có, bởi vì cái lớp lưng bên trên nó làm bằng hợp kim nhôm khá là sang trọng. Đấy, cũng rất là ngon cho mọi người. Con này thì nói luôn với các bạn sẽ là 107 máy bán áp dụng một mức giá là 19.990.000, khoảng xấp xỉ khoảng 20 triệu đồng. Thì các bạn sẽ được bảo hành chính hãng là 2 năm. Đây là chế độ bảo hành chính hãng của ASUS khi mua máy là full VAT các bạn nhé. Trong 15 ngày các bạn dùng, nếu lỗi nhà sản xuất các bạn sẽ được đổi sang một cái máy khác hoàn toàn miễn phí mà không mất tiền. Còn sau này thì bảo hành theo chính sách quy định của ASUS các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, thời lượng pin của chiếc máy đi theo mình test thực tế, nếu ở chế độ văn phòng và độ sáng khoảng 50% thì chiếc máy chúng ta sẽ trụ được khoảng 3 giờ. Còn nếu mà chúng ta sử dụng hết các hiệu năng của máy, màn hình sáng 100% thì máy chỉ trụ được khoảng hơn 1,5 tiếng thôi các bạn nhé. Thứ ba là đối với các dòng máy gaming thì thường thời lượng pin của nó không được tốt. Bởi vì sao? Nó tối ưu hóa vào hiệu năng của CPU và cả màn hình. Thực tế khi chúng ta chơi game hay làm đồ họa thì mặc định là chúng ta phải cắm sạc vào thì hiệu năng của máy mới hoạt động hết 100%. Chứ các bạn rút sạc ra thì hiệu năng của máy nó sẽ giảm xuống các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là rất vui, rất hoan hỉ bởi đợt này thì từ lúc cái kênh công nghệ của mình nó sắp đạt 100.000 sub rồi và mình làm rất là nhiều chương trình giảm giá đến tận tay người tiêu dùng, được các hãng ủng hộ cũng như quý vị và các bạn ủng hộ. Nên ngày càng có nhiều máy có cấu hình cao, giá thành lại rẻ. Bởi đơn giản là mình là người có quyền lực đúng không? Mình có fan, mình có các bạn. Đấy, mỗi một lần chương trình giảm giá là mình bán nó rất là nhanh. Và việc hãng cần thu hồi mã sản phẩm gì, clear sản phẩm gì, lại alo, Shop Công nghệ TLD đang có 100 máy đây, mình lấy về, giá nó là siêu rẻ. Cũng chốt lại với các bạn, nếu tính ở phân khúc giá dưới 20, không có một chiếc máy nào có vỏ máy kiểu dạng như là hợp kim nhôm như chiếc máy này. Không có một chiếc máy nào có màn hình lên đến 120Hz, mà đặc biệt là i7 GTX 1060 thì nói luôn đây là chiếc máy rẻ nhất tại thời điểm hiện tại với chế độ bảo hành chính hãng. Các bạn lưu ý nha, đây là mã ASUS TOF 504 GM, đây là mã cao nhất.
Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh công nghệ TLD suốt 12 năm qua. Sắp sinh nhật công ty 12 năm rồi và sắp đạt 100.000 sub rồi. Để tình cảm chúng ta đong đầy hơn nữa thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ cũng như đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để tương tác tốt hơn, và Lương sẽ ngày càng có nhiều chương trình cho các bạn nhiều hơn. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.